nhằm trao đổi thống nhất các biện pháp nhằm tăng cường hợp tác song phương trong lĩnh vực thương mại công nghiệp và năng lượng mới đây bộ trưởng bộ công thương việt nam nguyễn hồng diên đã tiếp và làm việc với đại sứ quán cộng hòa dân chủ nhân dân lào sang phép hu bung nang bộ trưởng bộ công thương việt nam và đại sứ cộng hòa dân chủ nhân dân lào dành phần lớn thời gian của buổi làm việc để thảo luận về các biện pháp tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác song phương Hai bên thống nhất thúc đẩy công tác đàm phán hiệp định sửa đổi hiệp định thương mại Việt Nam Lào, để hiệp định này sớm được hoàn tất và dự kiến sẽ ký kết trong năm nay. Duy trì mô hình thông quan phòng dịch tại các cửa khẩu biên giới đường bộ giữa Việt Nam và Lào, không để lưu chuyển hàng hóa bị ảnh hưởng hoặc gián đoạn bởi dịch COVID-19. Hai bên cũng thảo luận nhất trí về nhiều nội dung liên quan đến xây dựng khung giá điện nhập khẩu cho năng lượng tái tạo, quy hoạch cơ sở hạ tầng truyền tải điện giữa Việt Nam và Lào trao đổi về các nội dung phối hợp tìm kiếm nguồn tín dụng cho dự án đường cao tốc Hà Nội Viêng Chăn. Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam đã gửi tặng khẩu trang vải kháng khuẩn, khẩu trang y tế cho đại sứ quán Lào tại Việt Nam. Bộ Năng lượng và Mỏ, Bộ Công Thương Lào đồng thời ký biên bản làm việc về các biện pháp tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác trong lĩnh vực thương mại, công nghiệp và năng lượng.